Xin chào quý cô chú và các anh chị, xin giới thiệu em là Thư, nhân viên tư vấn bán hàng của Toyota Lý Thường Kiệt chi nhánh Tây Ninh. Thời gian vừa qua chắc là chúng ta cũng đã được nghe rất nhiều về app Toyota Việt Nam phải không ạ? Dành cho những ai chưa biết thì app Toyota Việt Nam là một ứng dụng trên điện thoại di động có cả trên nền tảng iOS và Android. Đối với ứng dụng này thì có chứa đầy đủ các thông tin của Toyota Việt Nam và đặc biệt chúng ta có thể thao tác đặt hẹn làm dịch vụ, đặt hẹn lái thử xe ngay trên ứng dụng này luôn. Và có rất nhiều câu hỏi gửi về cho Toyota Tây Ninh là làm cách nào tôi có thể đặt hẹn làm dịch vụ trên ứng dụng Toyota Việt Nam. Thì ngay bây giờ em Thư sẽ hướng dẫn cho mọi người cách đặt hẹn làm dịch vụ trên ứng dụng Toyota Việt Nam một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất nha. Ngay bây giờ chúng ta cùng bắt đầu thôi nào. Bước đầu tiên chúng ta sẽ vào app Toyota Việt Nam, tiến hành tạo tài khoản và đăng nhập vào app. Ở đây em sẽ nhập số điện thoại của mình. Chúng ta bấm vào một tôi đã đọc và chấp nhận các điều khoản nguyên tắc áp dụng app và bấm đăng ký. Sau khi bấm đăng ký thì Toyota Việt Nam sẽ gửi về cho chúng ta một cái mã OTP gồm 4 ký tự và chúng ta nhập vào đây. Sau khi bấm gửi thì trên màn hình app sẽ hiện ra một cái màn hình để chúng ta tạo mật khẩu. Anh chị sẽ tạo một cái mật khẩu tùy ý và lưu ý là mật khẩu của chúng ta phải có ít nhất 8 ký tự. Trong đó phải có ký tự viết hoa, viết thường, ký tự đặc biệt và số nha. Để tiến hành đăng ký đặt hẹn làm dịch vụ, trước tiên thì anh chị sẽ chọn vào biểu tượng dụng cụ sửa chữa ở phía cuối màn hình. Và trên ứng dụng sẽ hiện ra dòng chữ đặt hẹn làm dịch vụ thì chúng ta sẽ nhấn vào đây. Chọn xe của bạn và chọn thêm xe. Chúng ta sẽ nhập thông tin xe của mình ở đây. Em sẽ nhập biển số xe. Bấm thêm xe. Thêm thông tin. Và sau khi chúng ta thêm biển số xe thì ở trên giao diện điện thoại sẽ hiện ra những cái thông tin khác của xe. Ví dụ như là số khung, mẫu xe, màu xe, năm sản xuất, hạn bảo hành, nguồn gốc và ảnh chụp có thông tin xe trên sổ đăng kiểm. Thì chúng ta sẽ điền đầy đủ các thông tin vào đây. Và bấm quay lại trang chủ để tiến hành đặt hẹn. Và chúng ta lại chọn vào biểu tượng dụng cụ sửa chữa ở đây và nhấn một lần nữa vào đặt hẹn làm dịch vụ, chọn xe của bạn. Thì ở đây thông tin xe của chúng ta đã hiện lên trên màn hình, chúng ta nhấn tiếp theo. Thì hiện tại trên giao diện điện thoại sẽ hiện ra tất cả các dịch vụ mà chúng ta có thể làm ở đại lý. Thì em sẽ thực hiện đặt hẹn dịch vụ bảo dưỡng cho xe. Chúng ta nhấn vào cái vòng tròn ở phía ngoài cùng bên tay phải. Và sau đó trên màn hình sẽ hiện ra một cái dòng chữ là chọn cấp bảo dưỡng. Anh chị chọn cấp bảo dưỡng cho xe. Ví dụ em sẽ bảo dưỡng cấp nhỏ và nhấn tiếp theo. Ngay sau đó trên màn hình sẽ hiện ra cho chúng ta lựa chọn thời gian và địa điểm để chúng ta có thể bảo dưỡng. Trước tiên em sẽ chọn đại lý. Để chọn đại lý gần nhất thì em sẽ nhập vị trí của mình. Ở mũi tên dưới đây chúng ta sẽ bấm vào, sẽ hiện ra các khu vực. Em ở khu vực miền Nam và chọn tỉnh thành phố, tỉnh Tây Ninh, quận huyện và chọn Tây Ninh và bấm tìm đại lý. Ngay sau đó trên màn hình sẽ tìm ra cho chúng ta đại lý Toyota ở gần nhất, đó là Toyota Lý Thường Kiệt chi nhánh Tây Ninh và em bấm chọn đại lý. Sau khi đã chọn được đại lý làm dịch vụ thì chúng ta bắt đầu đặt hẹn thời gian. Em sẽ hẹn thứ năm ngày 21 tháng 10 đến bảo dưỡng xe. Và bên dưới sẽ hiện ra cho chúng ta các khung thời gian và em sẽ bảo dưỡng vào lúc 8:50. Sau khi chọn thời gian thì màn hình sẽ cho chúng ta lựa chọn các cố vấn dịch vụ và đây là danh sách các cố vấn dịch vụ đang làm việc tại Toyota Lý Thường Kiệt chi nhánh Tây Ninh. Em sẽ chọn anh Quý Bảo và bấm chọn và chọn mục tiếp theo. Vậy là chúng ta đã đăng ký đặt hẹn dịch vụ thành công. Và trên màn hình sẽ xác nhận lại một lần nữa các thông tin. Đầu tiên là dịch vụ mình chọn sẽ là bảo dưỡng cấp nhỏ. Thông tin xe là chiếc Corolla Altis 70A26790. Và nội dung sửa chữa ở tại đại lý Toyota Lý Thường Kiệt chi nhánh Tây Ninh ngày 21 tháng 10 năm 2021 và thời gian cũng như là cố vấn dịch vụ hỗ trợ làm xe cho chúng ta.
Và nếu các thông tin đã đầy đủ và chính xác, anh chị chọn xác nhận. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong việc đăng ký bảo dưỡng cho xe trên app Toyota Việt Nam rồi. Thật dễ dàng đúng không ạ? Nếu có vấn đề gì cần hỗ trợ, các anh chị cứ liên hệ em Thư qua số điện thoại 0382 157 157 nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.